Antony sẽ tiếp tục biểu diễn kỹ thuật. Tiền đạo Brazil Antony khẳng định sẽ không thay đổi cách chơi bất chấp chỉ trích vì lạm dụng kỹ thuật ở trận thắng Serif tại Europa League. Chúng tôi được biết đến với thứ nghệ thuật tạo ra trên sân, và tôi sẽ không ngừng phô diễn những gì đã định hình nên bản thân. Antony viết khi đăng ảnh làm động tác xoay compa ở trận gặp Serif lên Instagram ngày 28 tháng 10. Trong trận gặp Serif trên sân Old Trafford, Antony biểu diễn kỹ năng xoay người 720 độ khi tỷ số vẫn là 0-0. Tiền đạo 22 tuổi vê bóng bằng gầm giày và xoay hai vòng, rồi truyền mạnh khiến Casemiro không thể theo kịp. Trên BT Sport, các cựu danh thủ Paul Scholes và Robbie Savage chỉ trích Antony làm trò hề, còn Owen Hargreaves khuyên tiền đạo Brazil không nên làm vậy để tôn trọng đối thủ. Huấn luyện viên Erik ten Hag không tức giận, nhưng khẳng định sẽ chỉnh đốn Antony để thi đấu hiệu quả hơn. Ông cũng yêu cầu học trò chạy chỗ ra sau lưng hàng thủ đối phương, xâm nhập vòng cấm và dẫn bóng theo nhịp độ nhiều hơn. Chúng tôi muốn kiểm soát nhiều bóng, và những pha xử lý như vậy rất tuyệt, miễn là mang lại hiệu quả. Nếu Antony không mất bóng và thu hút đối thủ thì không sao cả. Nhưng nếu Antony chỉ đơn thuần phô diễn kỹ năng, tôi sẽ chấn chỉnh cậu ấy, ông nói. Diogo Jallot chia sẻ quan điểm của ông thầy, khi cho rằng những pha biểu diễn kỹ thuật giúp Antony có thêm thời gian để thực hiện các tình huống dâng cao. Cậu ấy muốn giải trí một chút trong trận đấu, và là một phần lối chơi của Antony. Chúng tôi rất vui khi có Antony. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời với kỹ thuật và khả năng dê dắt tuyệt vời sẽ giúp ích cho Man United. Neymar, đồng đội của Antony ở tuyển Brazil, cũng ủng hộ đàn em. Cứ tiếp tục nhảy múa, hãy cứ là chính mình. Ngôi sao của PSG viết thông điệp khi đăng tải ảnh Antony thực hiện động tác kỹ thuật lên Instagram. Antony, khi còn khoác áo Ajax, từng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi phong cách riêng vì không thể làm hài lòng tất cả. Anh nói, một số người thích kỹ năng của tôi, một số khác thì không. Tôi thấy những pha xử lý đó hiệu quả, và thực hiện chúng để cho đối phương thấy rằng tôi là người làm chủ trái bóng. Và rất thường xuyên nó dẫn đến một pha kiến tạo hoặc bàn thắng. Hè 2022, Antony theo chân Ten Hag rời Ajax gia nhập Man United với tổng phí chuyển nhượng 100 triệu đô la Mỹ. Anh khởi đầu thăng hoa khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Man United ghi bàn trong 3 trận đầu tiên ở ngoại hạng Anh, gặp Arsenal, Man City và Everton. Nhưng Antony chưa có kiến tạo nào, không thể góp dấu giày vào bàn thắng trong 3 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh và cả 5 trận vòng bảng Europa League.